Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Yaro, mình là Thảo Hoàng. Từ tình huống Ramos và Salah đến Văn Hậu và Eva Dema, công lý không dành cho kẻ thua cuộc. Hai tình huống tranh chấp trong hai trận chung kết đã tạo nên những bước ngoặt và trở thành chủ đề bàn tán trên khắp mạng xã hội, nơi những kẻ thua cuộc đòi hỏi công lý vốn không dành cho mình. Eva Dema đã va chạm với Văn Hậu, rời sân ngay từ giữa hiệp 1. Tiền vệ này đau đến ứa nước mắt phải ngồi xe lăn ra nhận huy chương bạc. Khi thấy Eva Dema cùng cả đội U22 Indonesia ra nhận huy chương, Đoàn Văn Hậu đã tới nói lời xin lỗi với cầu thủ Indonesia. Liệu Đoàn Văn Hậu có cố tình chơi xấu Eva Dema? Hãy cùng Mr. Zero xem lại clip dưới đây nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh của chúng mình. Xin chào. Liverpool đã gặp tổn thất lớn trong trận chung kết Champions League khi tiền đạo Mohamed Salah gặp chấn thương và phải rời sân sớm sau pha va chạm với Sergio Ramos. Đội trưởng Evan Dimas của Indonesia cũng sớm rời sân sau tình huống va chạm với Đoàn Văn Hậu ở SEA Games 30. Hai tình huống tranh chấp trong hai trận chung kết đã tạo nên những bước ngoặt trong trận đấu và đã trở thành chủ đề bàn tán và bị lên án lớn trên mạng xã hội, nơi mà những kẻ thua cuộc muốn đòi lại công lý vốn không dành cho mình. Hai tình huống bước ngoặt. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2018, trận chung kết Champions League mùa giải năm 2018 đã được diễn ra giữa đại diện nước Anh là Liverpool và đội bóng đến từ Tây Ban Nha, Real Madrid, lúc đó đang hướng tới chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Hai đội mạnh nhất châu Âu năm đó đã tạo nên một trận chung kết ngang tài ngang sức trước khi xảy ra một bước ngoặt. Tình huống diễn ra ở phút 25 trong một pha tranh chấp bên phần sân của Liverpool, Sergio Ramos đã có pha tinh quái khóa tay Mohamed Salah và kéo tiền đạo người Ai Cập ngã xuống đất. Phần thân của ngôi sao Real Madrid đè lên tay của đối thủ khiến cho cầu thủ Liverpool gặp chấn thương ở vai. Anh chỉ thi đấu thêm được 5 phút, sau đó phải rời sân nhường chỗ cho đồng đội. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt Salah lúc rời sân. Kết quả trận chung kết đó, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 3-0, hoàn tất cú hat-trick vô địch châu Âu của họ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Judo châu Âu lên tiếng cho rằng pha bẻ vai của Ramos có rất nhiều điểm tương đồng với một đòn thế bị cấm trong bộ môn này. Trong khi đó, Ramos tiếp tục im lặng, không giải thích và chỉ gửi lời động viên chúc Mohamed Salah mau bình phục. Trên cộng đồng mạng, nhiều cổ động viên tỏ ra tiếc nuối cho Salah, thậm chí lo lắng cho cơ hội dự World Cup năm 2018 của tiền đạo Liverpool. Một cổ động viên thốt lên, không, một cổ động viên khác, thực sự hy vọng Salah không bị trật khớp vai, anh ấy xứng đáng được có mặt ở Nga. Đáng tiếc, Salah đã trật khớp vai, tuy nhiên trọng tài chính không hề thổi phạt Ramos trong pha tranh chấp này. Rất nhiều người đã tức giận với pha xử lý của Ramos. Bản thân thủ quân Real lúc đó còn nhận được rất nhiều lời dọa giết, nặc danh sau khi làm Salah chấn thương. Không chỉ vậy, một ngày sau vụ việc, người hâm mộ mở cuộc kiến nghị trên một trang mạng xã hội uy tín, trang.org, để kêu gọi yêu cầu Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA phạt nặng Ramos. Chỉ sau một ngày, đã có hơn 300.000 người ủng hộ chống lại đội trưởng Real Madrid, mặc dù biết rằng cả FIFA lẫn UEFA khó có khả năng tiếp nhận lời kêu gọi này. Một tình huống tương tự như vậy lại xảy ra trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia vào tối ngày 10 tháng 12 năm 2019. Sau khi cùng tiến tới trận chung kết với số bàn thắng cũng như là số bàn thua như nhau, cả hai đội đã tạo nên một thế trận cân bằng trước khi bước ngoặt xảy ra ở phút 22. Sau một pha tranh chấp ở gần khu vực giữa sân, Đoàn Văn Hậu của U22 Việt Nam đã có pha dẫm vào cổ chân đối thủ khiến Evan Dimas không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân trong nước mắt với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Evan Dimas là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình U22 Indonesia. Cầu thủ này đóng vai trò kết nối và phân phát bóng cho các cầu thủ vệ tinh. U22 Indonesia mất đi một nhạc trưởng nơi tuyến giữa cũng như là mất đi phương án tấn công trung lộ, không còn thể hiện được nhiều trước U22 Việt Nam trong thời gian còn lại. Chung cuộc, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 và có lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Ở thời điểm đó, cầu thủ này đã khóc nức nở trên băng ghế dự bị sau khi bị thay ra, có thể là do chấn thương của Evan Dimas lúc ấy khiến anh đau đớn, cũng có thể là do vì cảm xúc không được tiếp tục tham gia thi đấu trong trận chung kết này nữa. Sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã chủ động tới xin lỗi Evan Dimas và chia sẻ trước báo giới về việc anh không hề cố tình khiến cho đối thủ dính chấn thương. Evan Dimas cũng không hề có ý định trách móc Văn Hậu. Tôi không biết Văn Hậu có cố tình làm điều đó hay không, nhưng trong bóng đá, ai cũng muốn giành chiến thắng nên việc va chạm là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, trận đấu kết thúc không lâu, nhật báo Indosport của Indonesia đã ngay lập tức đăng tải một bài viết gây chú ý tới người hâm mộ Việt Nam. Tờ báo này cho rằng Đoàn Văn Hậu đã cố tình chơi xấu khiến tiền vệ đội trưởng Evan Dimas của U22 Indonesia gặp chấn thương nặng. Chứng kiến hình ảnh cầu thủ U22 Indonesia phải ngồi xe lăn khi lên bục nhận huy chương bạc, nhiều cổ động viên Indonesia khá bức xúc, cay cú quay ra chỉ trích Văn Hậu. Thậm chí, họ còn mở đợt tấn công nhắm vào trang Facebook và Instagram cá nhân của chàng hậu vệ 20 tuổi. Không có công lý cho kẻ thua cuộc.
sau trận đối đầu giữa Real Madrid và Liverpool cũng như giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, cổ động viên Liverpool năm ấy hay U22 Indonesia bây giờ dĩ nhiên đều cảm thấy khó lòng nuốt trôi thất bại của đội nhà. Đặc biệt là sau những tình huống được xem là bước ngoặt như Sergio Ramos với Mohamed Salah cũng như là Đoàn Văn Hậu với Evan Dimas. Tuy nhiên, họ cũng không thể đòi công lý cho mình khi đang sánh vai những kẻ thua cuộc. Chắc chắn không ít cổ động viên của Liverpool hay U22 Indonesia cho rằng Sergio Ramos hay Đoàn Văn Hậu đã chơi tiểu xảo, cố tình triệt hạ con át chủ bài của đối phương để giành lợi thế cho mình. Có cố tình hay không thì chỉ có nhân vật chính là Sergio Ramos hay Đoàn Văn Hậu mới có được câu trả lời. Liverpool năm ấy và U22 Indonesia mới đây chỉ có thể trách rằng họ không có được phương án dự bị đủ tốt để có thể thay thế khi cần thiết trong bối cảnh mà trụ cột của mình không thể tiếp tục thi đấu. Báo chí Indonesia chỉ trích cho rằng những pha bóng như của Đoàn Văn Hậu cần phải được phạt nặng chứ không phải là bỏ qua như vị trọng tài trong trận đấu. Thế nhưng, nói đây cũng phải nói lại, ngay từ đầu, các cầu thủ Indonesia mới là đội sử dụng tiểu xảo khi liên tục nằm trên sân để tìm kiếm quả phạt. Thậm chí, các cầu thủ áo đỏ còn thường xuyên có những pha soạt bóng mang tính triệt hạ hướng vào các vị trí quan trọng của tuyển Việt Nam. Trận đấu đó cũng không hề thiếu cảnh các cầu thủ của chúng ta nhăn mặt đau đớn sau những pha phạm lỗi của đối phương, bởi vậy, chết ai bây giờ. Bóng đá vốn là trò chơi mà cán cân công lý nằm trong tay trọng tài. Có thể công lý đã đứng về Sergio Ramos hay Đoàn Văn Hậu trong những tình huống kể trên khi mà trọng tài không quan sát được tình huống phạm lỗi của họ, đặc biệt là khi công cụ hỗ trợ hình ảnh VAR không được sử dụng. Ngạn ngữ Pháp có câu, chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào cái chai. Nếu như các tình huống trên được trọng tài quan sát rõ ràng hay VAR được sử dụng trong các trận đấu này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không loại trừ khả năng Sergio Ramos hay Đoàn Văn Hậu có thể bị truất quyền thi đấu, thế cục của Real hay U22 Việt Nam có thể sẽ không nhận kết quả tốt đẹp. Lúc đó hai cầu thủ này sẽ ra sao? Khoảng cách giữa người hùng và tội đồ chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi. Thường nói, kẻ bại thường hay than vãn và lịch sử chỉ do người thắng viết. Thế nên, những hành động chỉ trích đó liệu mang lại hiệu quả gì khi mà công lý không dành cho kẻ thua cuộc? Nếu cảm thấy hứng thú hay quan điểm khác về việc này, đừng ngại chia sẻ với chúng tôi ý kiến của bạn ở một bình luận ngay phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!